Thưa thầy, thầy có bệnh không? Thank you for your question. Cảm ơn đang bệnh. Nhưng mà tại lỡ ký contract rồi. Con cảm ơn thầy đã hoan hỷ dời góp Phật đến chùa Bảo Quang dạo nhanh. Góp em trai rồi. Giờ mấy bà neo vào. Thưa thầy, có một lần con nghe một vị sư trên YouTube nói chùa của chúng con không ở được, có phải vậy không? Thầy, vì chùa Bảo Quang con biết cũng khá lâu nhưng không có vị sư nào ở được lâu hết. Xin thầy quan hệ giải thích cho chúng con biết. Vì con luôn mong muốn có một vị trụ trì cho chùa. Ni sư ở đây 7 năm rồi là không sao hết. Thưa đại chúng, trong kinh có câu kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán phiên âm là già lam, chữ già lam là tiếng âm từ Ấn Độ, chữ già lam chưa có nghĩa, chữ già lam là tiếng phiên âm từ Ấn Độ Sankarama. Người Tích Lan và người Mihara. Chữ già lam được dịch nghĩa là tịnh địa. Tịnh địa là gì? Là đất sạch. Cho nên chúng ta còn được chùa, gọi chùa là tinh xá. Chứ không phải tịnh xá, tinh xá. Chữ tinh là trong sạch. Chữ xá là nhà. Nhà trong sạch gọi là tinh xá. Và chúng ta, cái tinh xá đó để những người sống tịnh ở đó. Cho nên vấn đề không phải là đất đó xấu, không phải là cục đất đó xấu, không phải là ai trù ém cái cục đất đó, mà tại vì đất tâm chưa vững thì làm sao đất ngoài nó vững. Trước khi xây chùa phải xây lòng người. Lòng người mà có thì 10 chùa cũng có. Cho nên không phải cái vấn đề là do ai làm gì hay chùa này xấu, ém gì rồi giờ làm gì. Cái cách chúng ta hành xử. Bây giờ thưa đại chúng là hai vợ chồng sống với nhau đấy, mà không hiểu nhau thì là thế nào cái nhà đó cũng có ngày sang đất cho người khác. Sự thật đó là vậy. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Bây giờ quan trọng là tâm người. Quý vị thương Tam Bảo, đừng quan tâm chuyện ai hết, cứ lo cho Tam Bảo. Bây giờ Pháp Hoàng kể đại chúng nghe câu chuyện nhỏ, không có là mấy lần rồi nhưng mà kể nữa nó phù hợp với cái chuyện này. Thì có một cái người đó họ lên gặp ông thầy trụ trì, nói thầy ơi, bữa nay con xin nghỉ đi chùa, từ nay về sau con không tới đây nữa, ổng phụ một việc gì nữa hết. Thầy hỏi tại sao? Nếu con giận bà năm bà bảy bà tám bà ba bà hai gì giận hết cả chùa. Cái ông thầy mới nói thôi được rồi, trước khi con nghỉ á, con hãy đi lấy cái chén nước á. Con đi từ phòng thầy lên chánh điện, rồi từ chánh điện trở lại phòng thầy, và với điều kiện là chén nước không có rớt ra ngoài giọt nào hết. Thì ông này ông đi trang vậy đó, tới phòng không rớt ra giọt. Ông thầy đi tới về, ông thầy mới hỏi có rớt giọt nào không? Con nói dạ không. Ông thầy nói tại sao con không rớt, con chắc không? Con bảo đảm với thầy, tại vì con đi con chú ý nó dữ lắm, con chú ý dữ lắm cho nên con không có rớt một giọt nào hết. Ông thầy nói mà con có gặp bà tám trên đường? Dạ không, con không thấy ai hết á, con chỉ lo chú ý chén nước của con thôi. Ông thầy nói vậy con tại sao con phải nghi đi? Khi con vô chùa, chén nước là một đối tượng để con chú ý thì con không rớt một giọt nào. Con vô chùa làm việc con chú ý việc của con, không chú ý việc người thì mắc gì con nghĩ. Như mình bưng một chén nước vậy. Quý vị hiểu và nói không? Mình bưng chén nước không rơi rớt là tại mình lo chú. Thật sự trên đường đi có bà năm bà tám xuất hiện không? Có. Nhưng tại sao mình không thấy? Vì mình bận chú tâm chén nước. Thì trên cuộc đời sống này của chúng ta cũng vậy, có vô cùng vô vàn những khó khăn,
Nhưng mà quan trọng là chúng ta chú ý việc chúng ta làm. Thưa đại chúng, không có việc gì chúng ta làm mà không có người soi mói và chỉ trích. Cái quan trọng là chúng ta hướng tâm việc làm của chúng ta. Đừng thẹn lòng chứ đừng sợ mang tiếng. Tại vì tiếng thế nào cũng phải mang, vì thế nào cũng có tiếng. Không nổi thì mang. Hãy nổi tiếng là có mang tiếng. Cho nên mang tiếng cũng là chuyện bình thường trong sự nổi tiếng. Còn nếu nói đúng hơn, nổi tiếng cũng là mang tiếng. Chẳng qua kêu hai từ nó khác thôi. Thí dụ như mang tiếng, nói nổi tiếng được không? Được, nổi tiếng xấu. Nổi tiếng trộm cắp, nổi tiếng ăn gian, nổi tiếng hung dữ cũng là một dạng nổi tiếng. Cho nên nổi tiếng hay là mang tiếng cũng là ăn chữ thôi. Mà tại vì mình quy định mang tiếng là xấu và nổi tiếng là tốt. Nhưng có đôi khi người ta dùng chữ nổi tiếng một cách khác hơn. Trời ơi, cái ông đó ăn cắp nổi tiếng luôn. Cho nên quan trọng là sống không thẹn lòng, chứ không phải là không mang tiếng hay là nổi tiếng. Vậy được rồi ha. A Di Đà Phật, con có câu hỏi. Con là thợ làm neo, tiệm con làm gần 30 người thợ neo và tóc. Vì tiệm cũng lớn và vì muốn giữ khách hàng cho vệ sinh cho tiệm, chúng con phải dùng bao bọc ghế làm chân, bọc đựng kèm và bao tay sau mỗi người khách bỏ đi, và dụng cụ khác vân vân. Những ngày cuối tuần thì khách đông và số lượng dùng cũng tăng lên và số lượng rác rất nhiều. Như vậy mặc dù con chúng con cũng không muốn mà công việc bắt phải đúng luật, vậy chúng con có bị giảm phước không? Vị Phật tử này rất có lòng, xin tán thán công đức và cũng xin nói là không có sao hết. Tại sao? Bởi vì chúng ta làm đúng luật vệ sinh mà người ta quy định. Chúng ta làm đúng mức, chứ chúng ta không phung phí thì cái đó không có lỗi. Nhưng mà ngược lại, ví dụ người ta quy định phải làm như vậy để vệ sinh mà mình ăn gian mình không làm, cái đó mới lỗi. Còn cái gì mình làm đúng luật. Cho nên thưa đại chúng, Phật hay lắm. Trước khi Phật mất, Phật dặn 4 điều. Cái gì mà tôi không nói, tôi chưa ngăn cấm, nhưng sau này ở nơi quý vị sống mà người điều đó không nên làm, quý vị không nên làm. Hay không? Điều gì mà tôi không ngăn cấm mà trong tương lai người ta ngăn cấm, quý vị cũng phải làm theo trường hợp đó. Cho nên Đức Phật không nói, Ngài là chân lý, mà những gì Ngài nói nó phù hợp ở cái thời điểm của Ngài. Nhưng mà Phật là người tuệ giác, mà Phật biết thế nào xã hội sẽ thay đổi, mọi việc nó sẽ thay đổi. Cho nên Phật nói một điều để mình biết rằng những gì Phật không cấm, nhưng hiện nay chúng ta đang sống một xã hội mà người ta cấm, mình nên làm. Chứ không nên nói rằng tôi là đạo Phật, Phật không nói chuyện này cho nên tôi làm. Ví dụ thời Phật không có cell phone, cho nên trong giới luật không có câu là không được vừa nói phone vừa lái xe. Bây giờ luật người ta cấm cái mình nói không, tôi không điểu luật Phật. Phật không cấm vụ nói phone lái xe cho nên tôi nói đi. Như vậy mình đúng hay sai? Mình không phải là người đạo Phật. Đạo Phật là người luôn luôn sống thích ứng thời hợp mọi hoàn cảnh, mọi luật pháp để chúng ta không vi phạm. Phật không cấm, nhưng xã hội hiện nay đang cấm là phải làm. Thí dụ như thời Phật á, Phật không có cho ăn đồ ăn quá đêm. Thức ăn quá đêm là không được ăn. Nhờ Phật cấm đúng không? Những gì tôi cấm mà trong xã hội tương lai không cấm. Ví dụ, bây giờ mình có tủ lạnh, mình có microwave. Vì vậy mình ăn đồ cách đêm có tội không? Không. Tại vì mình cấp được cái thức ăn đó, mà mình có một cái đồ hâm, thì điều đó đâu có sao. Dĩ nhiên Phật cấm là bởi vì lúc đó đi khất thực, chè, xôi, cà ri, rồi canh gì trộn chung một cái bình bát đó để ăn. Mà ăn không hết mà để lại qua đêm là ngày mai ăn chết giấc đó. Mà nếu mà bệnh mà cứ vô kia ngồi hoài lấy gì tốn.
Bây giờ ăn vô chọn bụng vô kia ngồi quậy muốn gì. Sức khỏe không có sao tôi. Nhưng quý vị thấy Phật văn minh không? Quý vị thấy Đức Phật rất văn minh và Đức Phật rất dân chủ và Đức Phật rất biết việc. Vậy thì mình tôn thờ Đức Phật là thầy chứ chẳng phải là thánh thần gì hết. Vậy sao không quy y Phật? Lời dạy quá chân lý mà tại sao không quy y Pháp? Sống đúng với Phật là mình luôn luôn thống lý đại chúng vì mình hội nhập được với đại chúng cho nên nhất thiết vô ngại. Có gì quan ngại đâu mà không quy y Tăng. Thì quy Tăng bảo không có gì trở ngại hết. Kính thưa Thầy, con muốn hỏi làm sao để hàng ngày con cầu an và cầu nguyện cho ba mẹ con được khỏe mạnh và sống lâu. Ngoài việc con chăm sóc thì con muốn hàng đêm đọc kinh cầu nguyện cho ba mẹ con, nhưng không biết đọc kinh nào. Người già mà có tiền trong túi là khỏe, thưa kinh tế. Thưa đại chúng, theo lời Phật dạy đó, mình nuôi cha mẹ có bốn cách. Thứ nhất là bố thí, tức là cung cấp dưỡng nuôi những vật dụng cho cha mẹ hàng ngày. Cái thứ hai là ái ngữ, cho ăn, nhưng mình phải chăm sóc cái tâm lý của người già bằng những lời nói dễ nghe. Người già chừng nào tự ái nhiều chừng nấy, nhất là hồi nhỏ, hồi trẻ, một tay làm ra tiền. Bây giờ già ngồi chỗ không làm gì cho con, đôi lúc tuổi thân mà hay tự ái, hay tự than trách. Cho nên mình phải hiểu cái tâm lý của người già để sử dụng ái ngữ. Thứ ba gọi là lợi hành. Cái gì có lợi cho cha mẹ mình làm. Và đồng thời cái gì mà có lợi cho tinh thần cũng nên khuyến khích. Ví dụ như mỗi ngày á, ngoài việc chăm sóc đó, đó mình còn phải hiểu một điều là anh em mình, cái sự hòa thuận của anh em cũng là một vấn đề làm cho cha mẹ yên lòng khi tuổi già. Cái lợi đó mình phải nên làm, không phải tôi chăm sóc. Bây giờ ví dụ người em, người anh nọ không chăm sóc thì mình cũng đừng có than vãn với cha mẹ, để cho cha mẹ, hoặc là mình có xích mích gì đó, mình đừng có tạo những cái xích mích nhiều để cho cha mẹ biết rồi cha mẹ cũng buồn. Mà người khi ăn đồ bổ nhiều mà tinh thần suy nghĩ không tiêu cực cũng không lợi cho sức khỏe người già. Cho nên mình chăm sóc là bằng cái bố thí, là cung cấp dưỡng nuôi, là ái ngữ, là lời nói, rồi phải lợi hành, nghĩa là cái gì không lợi cho người đó nghe thấy đừng để cho họ nghe thấy. Mà ngược lại cái gì mà cần cho nghe thấy nên cho nghe thấy. Ví dụ như hướng dẫn cho cha mẹ nhìn hình Phật, niệm danh hiệu Phật, đó là lợi hành. Khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyến khích cha mẹ đi chùa. Thí dụ như cha mẹ chưa có phải không còn làm được gì đi, giữ con cháu cho mình, nhớ cuối tuần cho nghỉ. Trời đất ơi, mình đi làm 5 ngày, ông bà giữ hết, mấy đứa nhỏ hết 5 ngày luôn. Cuối tuần má rảnh ông giữ thêm giùm con bận đi tiệc. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình không, thật ra mình không phải xấu, nhưng mà đôi khi mình thiếu cái tâm lý đó. Biết cha mẹ thì sẵn lòng giữ cháu, nhưng 5 ngày là đã quá mệt rồi, phải cho 2 ngày nghỉ chứ. Rồi chẳng những vậy rồi mình còn phải để quan tâm cuộc sống gia đình. Có nhiều khi gửi con tới giờ đón nó về mà chẳng bao giờ bước vô coi nhà này sạch dơ, con mình nó có phá quậy gì mình phụ dọn dẹp với cha mẹ, giữ nó xong rồi nhà cửa bề bộn mà mình không quan tâm. Rồi thậm chí cha mẹ nuôi cháu cho ăn không kể, nhưng tự mình làm ba mẹ mấy đứa nhỏ mình phải biết. Ba mẹ cũng phải đi chợ mua đồ ăn cho con mình ăn, mặc dù anh ta không có tính gì hết á, nhưng mà tự mình phải hiểu đó, phụ thêm cho cha mẹ. Đôi khi làm rể phải quan tâm quà cáp một chút để cho cha mẹ vợ thấy rể này có lòng nè, rể quý, rể sâm. Rồi mình làm dâu cũng vậy, cha mẹ giữ con cho mình thì cũng quan tâm cha mẹ. Thật sự Pháp Hòa biết là cha mẹ chẳng đòi hỏi gì,
Nhưng cái tâm lý là lợi hành, cái gì mình làm lợi cho cái tư duy, cái đời sống của họ cũng đều là tốt. Và dâu cũng vậy, mình quan tâm mẹ, mẹ có đi chợ không, con chở mẹ đi. Nhiều khi mình không bao giờ hỏi gì, cha mẹ muốn đi bằng cái gì đi, mình không quan tâm, thì cái đó cũng thiếu sót. Cho nên sống trong cuộc sống á, nước mắt thì lúc nào cũng nhỏ xuống, nhưng chúng ta phải biết hứng và còn phải return. Ta nhỏ xuống cho mình hứng không à, mà không bao giờ return, nó cạn kiệt hết sao. Thí dụ ông bà già, tiền già không bao nhiêu mà phải đi chợ mua đồ ăn cho cháu, cho con mình riết mà không phụ gì hết trơn. Không, thành thử ra cái đó cũng không nên. Mà dâu mà biết quan tâm vậy các ông bà cũng vui, dâu này dâu ngọt, rễ kia rễ xong. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy cho chúng ta tu giải thoát. Nhưng nếu chúng ta còn là người ở cõi đời, Đức Phật vẫn dạy cho chúng ta sống như thế nào mà trọn vẹn cái nhân nghĩa với nhau. Mà trọn nhân nghĩa với nhau gọi là thành Phật đạo. Cho nên trên đời này không nên nói tôi là người không có đạo. Mình có đạo hết á. Đạo làm con, đạo làm dâu, đạo làm rể. Và người mình sống trọn được chứ cái đạo làm rể là người đó có đức của người con rể, còn là đạo đức. Có đạo mới có đức, người không đạo là không có đức á. Cho nên không nên nói tôi không có đạo. Anh có đạo chứ, dù anh không phải đạo Phật nhưng anh có đạo người chứ. Có đạo làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em chứ. Anh sống mà nó đối xử với ai hết à. Vậy là anh có đạo gì sao? Mình có trên vai mình nhiều đạo lắm. Đi vô hãng, đạo làm thợ. Về nhà, đạo làm cha. Xoay qua bên kia, đạo làm chồng. Ngó qua bên nọ, đạo làm anh. Thế làm sao mà nó có đạo được? Mà mình sống với bên nào mình cũng trọn, gọi là có cái đức, chứ là đạo đức. Mà sống được như vậy gọi là trọn thành Phật đạo. Còn cái thành Phật kia ngồi bông sen xa lắm. Khoan đi. Ngồi bông hồng thử có được không? Ngồi bông hồng được, ngồi bông sen được. Bông sen dễ ngồi. Cho nên tu chùa dễ tu. Tu chợ. Tu với gia đình. Nhưng mà nói vậy không có. Mình ở đâu, mình tu theo đó. Vô chùa, tu theo chùa. Về nhà mà nói rõ từng câu vậy, cho nên rốt cuộc mình tu trọn đời. Đâu có chỗ nào mình bỏ phí đâu. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nói như vậy không có nghĩa là tu tại gia dễ hay là khó, hay là ngược lại tu chợ dễ hay khó. Mà con người chúng ta có ba chỗ để đi. Một, đối với gia đình. Hai, đối với tha nhân. Ba, đối với tâm linh. Chỗ nào mà không tu? Tu với gia đình là tu gia đình. Đi ra ngoài làm việc là tu chợ. Hướng về Phật đạo là tu đạo, tu chùa. Cho nên ba cái đó là ba cách, ba chỗ để tu, chứ không phải nói vấn đề tu cao, tu thấp, tu dễ, tu khó. Thứ nhất là tu tại gia. Trước khi mình ra ngoài mình làm là mình có cái gia đình mình, vợ chồng con cái, ráng sao mà tu với nhau trọn được cái đạo đó. Làm mẹ mà không quên bổn phận của mẹ, của vợ, cái vụ vậy đó. Cho nên á, bố thí, ai ngữ, lợi hành, thấy cái gì lợi phải làm. Cuối cùng là gì? Đồng sự. Đồng sự là mình phải đi với cha mẹ. Có nhiều khi cha mẹ buồn, cha mẹ đi chùa mà con không đi, với cái lý do là con bận việc này, con bận việc kia. Nhưng mà quý vị thấy không, cái gì cũng vậy. Mai mốt tới phiên mình muốn đi đâu, con mình nó 13 tuổi, nó má đi mình thì con không đi. Giọt nước trước làm sao thì giọt nước sau mình vậy. Đồng sự là gì? Mình luôn luôn hội nhập làm việc chung. Em có bà thưa đại chúng là có bà cụ đó khuyên mình niệm Phật bẩn nghe. Thầy người con mới nói với Pháp Hòa, thầy khuyên má giùm con đi, khuyên mà niệm Phật giùm con đi. Pháp Hòa nói, Pháp Hòa khuyên được, vậy chị phải tu theo. Pháp Hòa bắt chị đó mỗi tối ngồi 10 phút niệm Phật với bà má, thì bà má niệm theo. Bây giờ biểu bà má niệm Phật là người già mà niệm hồi mỗi tay, mỗi miệng, mỗi lưng, mỗi cắn, đủ thứ hết. Lười nữa, cho nên rồi những cái bệnh tật nó làm cho mình lười. Người con muốn cho cha mẹ tu phải ngồi tu chung, má niệm Phật với con, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, bà già niệm theo,
một đêm mà mình hướng dẫn cho bà già được 10 phút là mình là thầy chùa rồi đó. Mình chỉ cho bà già tu bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Như vậy chăm sóc cho cha mẹ không phải chỉ ở vật chất không, mà phải hướng dẫn cho cha mẹ mà quan tâm tới tâm lý của người già. Mà người nhất là người hồi trẻ mà active, hoạt động chừng nào lúc về già càng dễ gọi là gì, tuổi thân, phải không? Rồi nói hồi đó tôi một tay tôi làm, bây giờ bất tài vô dụng quá, sống chết đâu chết khúc cho rồi, sống hao cơm mất công con cháu, má nói gì má nói, mình cứ nghe thôi, phải không? Rồi mình tùy theo đó, mình tùy thuận theo mỗi cái nhu cầu mình giúp. Đó là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó, chứ còn chưa nói là cha mẹ già rồi có những người sinh tật khó khăn nữa, khó lắm. Cho nên cái việc đó là nó do chúng ta vận dụng được cái bảo quan của mình là trí quan, thân quan gì đó. Câu hỏi thứ hai, còn nói tụng kinh, nãy nói tụng kinh đó. Thật ra mình muốn tụng kinh gì cũng được, cái đó tùy mình thôi. Tụng phổ môn, tụng niệm Phật, cái đó chỉ là một hình thức phương tiện, trước hết là tu tập cho mình, sau đó mình chia sẻ cái năng lượng bình an đó cho cha mẹ. Và chính yếu là chúng ta thực hiện bốn điều: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Xin thầy chỉ cho con ba điều đơn giản nhất để làm phước. Trước hết biết phước là gì mà làm. Phước là những điều kiện chúng ta có được. Ví dụ muốn cho tiền ta mà phải có tiền, mà có tiền là có phước đó. Bây giờ có tiền mà không ai tới xin hết cũng không làm phước được, phải không? Cho nên mình có của cho là một, có người tới xin là hai, rồi mình có cái tấm lòng ở trong đó nữa gọi là ba phước. Như vậy ba điều kiện làm phước là gì? Lòng phải có, của phải có, người tới xin phải có, đúng lúc cho. Cái đó gọi là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bây giờ cho mà lòng không có, tình thương không có, thiếu đó, vậy thì mình mới cho được cái của mà chưa cho được cái tâm. Cho nên đó, thiện căn là lòng phải có lòng từ, phước đức là có của để cho, nhân duyên là có người tới xin. Bây giờ muốn cho mà không ai tới xin sao được. Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên, người nào có đủ ba cái đó là có phước và để làm phước. Còn nói theo của vật chất á, khi cho cũng có ba điều nên suy nghĩ. Một, mình không phải là người cho, không phải, mình không phải là người ban ơn, người kia không phải là người nhận ơn của mình, của này không phải là của mình bố thí. Ba cái đó phải vắng lặng, phải không thấy nó là quan trọng thì sự làm phước của mình rồi. Ví dụ tôi hả, không, tôi là người làm ơn cho cái cô đó là người nhận ơn của tôi. Rồi bữa đó tôi cho nó 50% gì đó, mà bữa nay nhìn tôi gặp tôi nó kêu chào chứ. Cứ lúc nào cũng thấy mình là người cho, người kia là người nhận, của kia là của cho, không thành phúc. Ngay cái buổi cho là đã không vui rồi. Rồi mai mốt ta lỡ, ta quên mình, ta thậm chí ta không thấy mình, hay là ta bất cứ một lý do nào mình mua người ta, thì tại vì lúc cho mình có ba cái đó, kẹt ba cái đó, vướng ba cái đó. Quý vị chú ý nha. Làm sao nhận biết khi nào có đủ duyên đi tu? Cái này phải nói riêng mới được. Thật sự quý vị biết mình có duyên tu hay không cũng có thể test được. Thứ nhất, tâm bồ đề mình có phát. Thứ hai là mình có lòng tâm bồ đề phát và có lòng từ bi. Anh nói cách khác là khi mình gặp đối cảnh những cái bình thường này, tâm mình đối với người ta bao xa để mình biết được mình có thể tu. Tại vì cái người tu phải là người đi làm, đi nhận lợi, mà cái người tu là người phải đưa ra nhiều hơn cái nhận. Mà khi người ta đối với mình mà tâm mình vẫn bình an được á, thì cái đó mình biết là mình có đi tu. Nhưng mà nhớ là đi tu ở đây, một là quý vị ý đó là đi xuất gia, hai là mình thật sự có thể tu tập trên con đường
tu tập thầy hay không. À, xin thầy cho con biết công dụng của đại hồng chung để làm gì và khi nào thì đánh đại hồng chung, vì con thấy chùa nào cũng phải có nhưng con không biết lợi ích của đại hồng chung. Trước hết xác định không có bắt buộc chùa nào cũng phải có, ai có khả năng thì sống, có khả năng thì thôi. Nhưng mà cái đại hồng chung, đại là lớn, hồng cũng là lớn, chung là cái chuông. Chuông này gọi là chuông để tụng kinh thì gọi là chuông gia trì. Chuông bự để thỉnh gọi là đại hồng chung, là cái chuông rất lớn. Bởi vì chữ đại nó không đủ lớn, phải thêm chữ hồng nữa. Chữ hồng là lớn, ví dụ như hồng thủy là nước lớn, hồng hà là sông lớn. Vậy thì hồng chung là chuông lớn, tiếng Anh dịch là the great bell, chuông lớn. Thì cái chuông đó nó có cái công năng tỉnh thức. Khi mình thỉnh tiếng chuông lên nó ngân, nó ngân vang để tỉnh thức mọi người. Và cái chuông của chùa là phải trầm, cái chuông của chùa là nó có cái tiếng nó trầm này nè, buồn ngân, biết chi biết không, buồn tỉnh lên buồn, còn bên này cóc cóc bỏ. Mỏ chuông có công năng bỏ buông, cho nên thỉnh mỏ lên mà không bỏ, vang chuông lên mà không buông, càng gõ càng gớm. Cho nên cái tiếng chuông nó thân, mà cái định nó là một cái, nó là một cái pháp khí. Và nó đòi hỏi người thỉnh phải có định lực. Nếu thỉnh mà không có định lực, không nên thỉnh. Nếu lên thỉnh chuông cho đại chúng tụng kinh mà không có định lực, cái đó gọi là gõ chuông, chứ không phải thỉnh chuông. Lên đó, này gõ này, miễn phát ra tiếng là được rồi. Không cần biết nó đem cái công năng gì cho đại chúng hết. Này gõ chuông, còn nếu mà không khéo là đập chuông, có ngày nó bể. Người thỉnh chuông định lực phải có trước khi thỉnh. Thở vô thở ra tâm thật bình an, cầm dùi cho đúng pháp, nhập vô chuông, thức cái chuông lên, chuyển chuông. Cũng giống như trước khi nói phải suy nghĩ, bởi vì tiếng chuông mình phát, cái lời nói mình phát ra như tiếng chuông nó ngân vậy đó. Tiếng chuông ngân mà tịnh là người nghe nó lắng. Lời nói mà phát ra mà an lành thì người nghe ta hạnh phúc. Cho nên tiếng chuông là đại biểu của cái miệng. Mình một lời nói mình nói ra mà người ta nghe xong ta rụng rời hết trơn. Đây là chuông rụng đó. Đó là điệp ơi sao nở đành lòng, cắt với dây chuông gài với điệp. Cho nên mình thỉnh tiếng chuông, mình thích chuông nè. Và tùy theo cái thế đứng, tùy theo cái dáng chuông mà phát tiếng. Thí dụ chuông ngồi dạng Pháp Hòa với chuông tương đồng, cho nên cái tiếng chuông mình mới thỉnh. Còn nếu như Pháp Hòa đứng cao hơn chuông, không lẽ giờ vậy thì mình đứng lỡ mình cao hơn chuông thì cái dùi mình phải đưa xuống. Nếu mình cao hơn chuông thì cái thế dùi mình đưa xuống để đưa làm sao phát ra cái tiếng. Tu hành là vậy, tùy đối tượng, tùy việc mà chúng ta ứng cơ ứng việc, chứ không có khuôn khổ là phải như vậy. Nếu mình tương đồng với nó thì mình đưa như vậy để tiếng chuông nó phát mà người ta nghe lên. Còn nếu lại chuông này là chuông của đình, không phải chuông chùa. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi, ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức
vượt thoát nẻo đau buồn. Cho nên mình cầm cái kinh nóng. Ngày xưa Việt Nam mình có nhà thơ Chu Mạnh Trinh. Ông đi ra ngoài Bắc, ông đi thăm chùa, đi lên núi Yên Tử. Ông nghe tiếng chuông mà ông làm thơ. Bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay. Đi chùa Hương ấy. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình. Tiếng chày kình là tiếng chuông. Bởi vì cái chuông này, cái tiếng nó vang lên như cái bụng của con cá kình ở dưới sông. Con cá kình đó, cái thân của nó đó, người ta đụng vô là nó vang lên như cái tiếng đập. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng, làm cho khách hồ hải đi giang hồ. Tự nhiên nghe tiếng chuông tỉnh thức, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải quan kìa chùa cửa võng, này hang Phật tích này động tiếp quỳnh, khén khen ai ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh với ánh nguyện. Nhà thơ Chu Mạnh Trinh đi tham quan cảnh thôi mà nghe tiếng chuông mà tỉnh thức. Cho nên tiếng chuông nó có công năng tỉnh thức người, chứ không phải chỉ một tiếng vang lên để là lấy có một cái tiếng. Nó đòi hỏi cái người thỉnh phải có định lực, phải có tu tập trong đó, và phải hiểu được cái ý nghĩa của người thỉnh chuông. Cho nên thỉnh chuông là duy na, và thỉnh mỏ là duyệt chúng. Duyệt chúng là làm cho đại chúng người ta hân hoan, người ta hoan hỷ. Tụng thời kinh mà ta vui vẻ với cái tiếng mỏ của anh. Anh thỉnh sao mà xuống này mỏ nào cũng có được, tụng được. Một tiếng mỏ trên này mà thống lý cái mỏ ở dưới đó. Cho nên chuông nó có công năng tỉnh thức. Ta để trước cửa chùa, sáng trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Đi ngang chùa ta đọc cái câu đó là để nói lên chuông trống của nhà chùa, chứ đâu phải làm ồn thiên hạ. Nhưng mà anh thỉnh bằng cách nào? Thỉnh mỏ tiền phú hậu bằng, đó là cái công thức thỉnh mỏ. Chứ không phải thằng mỏ muốn thỉnh kiểu nào thỉnh à. Thế nào là tiền phú? À xin lỗi, tiền bần hậu phú, quên, nó lộn. Tiền bần hậu phú nghĩa là đầu tiên mình thỉnh nhẹ nhẹ, rồi từ từ tiếng mỏ mình nó dồi dào, nó giòn. Trước nghèo sau giàu, cái đó cái câu nó nói vậy đó, để mà nó nói lên cái nhịp thỉnh mỏ. Nè thí dụ ha, trước khi thỉnh mỏ cầm mỏ lên nhịp cốc 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 đều đặn như vậy. Anh thỉnh xong rồi cái anh thỉnh chuông anh cũng nhẹ nhàng, từ từ anh đáp nha. Anh nghe xong 7 tiếng là anh thỉnh rồi, để ngân chút cái anh thỉnh này đáp lại cốc bo cốc bo. Để chi biết không? Để dưới này ta có cơ hội ta ngồi, ta an tịnh trở lại, ta nghe chuông mỏ nó khởi lên, rồi bắt đầu ta vô thời kinh. Bo 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 cốc 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 bo cốc bo cốc bo lưu hương xạ diệt pháp giới không, nó không có ra thời kinh. Tụng kinh không có thiền vị. Tụng như hết giờ trả lễ cho Phật nghe, đôi khi Phật còn không biết cái đó cái gì. Bởi vì vụ chuông mỏ này đâu phải ở bên Ấn Độ. Cái này là do người Việt Nam và người Trung Hoa mình sử dụng, chứ thời Phật không có cái này. Thời Phật không có cái mỏ. Nhưng mà tại vì khi mà Phật giáo truyền sang đến các nước của mình tụng kinh bằng nhiều giọng, cho nên phải có cái này để thống nhất cái giọng của mình. Tụng cao, tụng thấp, tụng nhanh, tụng chậm, cho nên lấy cái mỏ ra làm nhịp để cho mình tụng theo. Cho nên người thỉnh mỏ phải nhịp nhàng để cho đại chúng tụng.
tụng sao mà lời kinh tiếng kệ nó rót trong lòng người ta. Tụng nghe tụng kinh mà không đi tu á là mình thành công. Tụng sao mà ta nghỉ tu luôn mà. Âm thanh mình tuyệt vời. Tiếng chuông lên cáo bỏ bỏ chỉ dứt khoát bỏ bỏ là dũng á, còn buông còn từ từ. Cho nên cái đại học chung là cái chung lớn để nó có đủ khả năng nó vang tiếng thức tỉnh nhiều người. Quý vị nhớ Việt Nam hồi xưa, Việt Nam mình nghèo, xóm làng nó có đồng hồ phải không? Thức dậy đi làm nhờ gì? Nhờ chung chùa. Nhờ chung chùa, thế mà nghe chung chùa mà thỉnh lên biết là 3 giờ sáng rồi đó. Không, ngủ thẳng nhất chẳng lo. Mà hễ mà nghe chuông chùa mà đổ lên là biết 3 giờ rồi đó, 3 giờ khuya rồi đó. Chuẩn bị thức dậy đi mần. Chuông chùa thân rã mười phương mộc, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Thôi hết giờ. Sau buổi sinh hoạt Phật pháp chúng ta có một vài câu hỏi, thì hy vọng rằng quý vị có niềm vui, có an lạc trong khi chúng ta cùng sinh hoạt với nhau. Và nếu có điều gì sơ thất không thể chúng quan nghĩ bỏ qua cho để trước khi chúng ta bước sang một ngày xin đại chúng cùng chúng ta mở xin được một lần nữa cảm ơn quý vị sư Chư Tôn Đức cũng như toàn thể quý vị trong ban hộ trì tâm bảo của chùa Bảo Quang cũng như tự gần xa mọi người một tay để cho buổi tối hôm nay được thành tổ viên mãn cũng như sự hiện diện đông đủ của đại chúng để chúng ta cùng hồi hướng nguyện đem